Thưa quý vị, cà phê nóng sẽ được tiếp tục với thông tin về y tế. Chúng ta thấy rằng là từ xuân sang hè bao giờ thời tiết cũng có nhiều sự thay đổi và chính sự thay đổi tố thời tiết này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Và theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong vòng 7 ngày thì thành phố đã ghi nhận 943 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 19,7% so với trung bình của 4 tuần trước. Cụ thể theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi có ca tử vong do sốt xuất huyết. Tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay vì sốt xuất huyết là 7 trường hợp. Chỉ trong vòng một tuần qua, thành phố đã ghi nhận 943 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 596 ca nội trú và 347 ca ngoại trú, tăng 19,7% so với trung bình của 4 tuần trước. Như vậy, mỗi ngày thành phố có thêm 134 đến 135 ca mắc sốt xuất huyết đặc biệt đang chú ý là 175 ca nặng tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, số tử vong tích lũy đến tuần 20 là 7 ca tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2021.